hòn đá, đây là cụ đá đấy. Vâng, qua hàng triệu năm chúng ta mới có một hòn đá như thế này đấy các bạn ạ. Vâng, với sự vùi dập của sóng biển vỗ về, mỗi ngày hàng ngàn con sóng vỗ về. Bây giờ chúng ta đang trên tay mình đang là một hòn đá vô cùng tròn trịa. Nên là ngày xưa chúng nó cũng rất là gai góc. Nên để cho bản thân mình được cũng được tròn trịa như hòn đá này thì chúng ta hãy cứ để cho tự nhiên vùi dập bản thân. Cảm ơn Miss Thảo. Thông điệp của Miss Thảo là hãy để thiên nhiên vùi dập các bạn nhé. Nào, come on. Các bạn có nhìn thấy gì không ạ? Trên tay mình là một viên đá rất là vừa vặn tay. Wow. Thay vì bình thường chúng mình sử dụng những viên đá vũ trụ bông, à? Những bọt bông đến từ nhân tạo chẳng hạn như vậy. Đúng, thay vì tông hay là vải gì đó đúng không? Sử dụng những đồ đến từ thiên nhiên đúng như rồi. Thế này. Vừa bảo vệ cơ thể lại vừa tốt cho môi trường. Dùng như nào Miss? À, tức là kỳ ghét. Người ta làm mẫu nha, mọi người ghét nha. Các bạn ơi. Vừa, mà lại bền luôn. Mà lại tẩy bớt chết rồi. Này, mà một số hãng khăn mặt không thích điều này. Nhưng chúng tôi yêu đến những thứ đến từ tự nhiên như vậy. Tự nhiên các bạn ạ. Để chữa lành tâm hồn sau một ngày làm việc mệt mỏi gắn đúng liền với những bụi bặm thành phố. Chúng ta tiếp xúc với những cái thứ tự nhiên thế này sẽ khiến tâm hồn mình trở nên gọi là phóng khoáng hơn. Thế Miss cho tôi hỏi cái là thế chắc là sẽ tuyệt vời hơn nếu có một anh nào anh kỳ cho nhỉ? Đây là một bí mật các bạn nhé. Bí mật nha. Chúng rồi mình đây, bí mật nha. Vậy cảm ơn hai Miss của Nemo đã tìm được hai viên đá phải nói là kỳ quái, một tác phẩm nghệ thuật triệu năm của vũ trụ. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp xem. Hai, lại là mình đây. Đấy. Nếu các bạn nghĩ là thiên nhiên chỉ hoang sơ và xấu xí thì không, các bạn đã sai. Wow. Đây là Miss Hà vẽ đây là. Buổi trưa nắng. Rồi. Đá mình đã liếc đây tôi có làm chứng để Miss ạ. Nhìn thấy và Miss có nói một câu là đây là bức tranh gia đình đúng không? Rồi à. Và rõ ràng 100% là thiên nhiên vẽ chứ không ai tác động được vào đây cả. Đó, thế nó còn lõm cả vào này, lõm cả vào. Thế nên là thông điệp của Miss, thông điệp của Miss là gì? Chúng ta hãy để thuận theo tự nhiên, mình động tay vào tự nhiên và thiên sẽ cho chúng ta những điều cực kỳ bất ngờ.